Ở đây là mưa lớn liên tục không có ngừng. Và mưa như vậy có thể trở thành lũ lụt ở đây. Đây là dọc dài ở bên Jersey Shore. Đây để tôi chỉ cho mọi người biết sau lưng của tôi. Nhìn thấy gió nó thổi mạnh như thế nào. Làm cho những cái lá cờ này nó rung chuyển như vậy. Đây là ngay Wellington Avenue. Ở chỗ này thì đa số gặp lũ lụt xảy ra khi có mưa bão như vậy tới. Hiện tại ngay bây giờ đang gặp gió mạnh của hướng Bắc rất là nhiều. Còn cộng thêm nữa, hai ngày kế tiếp ở đây có chuyện là mưa lớn, rồi nước nó cao lên nữa. Cái đầu tiên là xảy ra khoảng chừng từ 2 giờ tới 4 giờ chiều, mưa lớn xảy ra. Và thêm nữa, qua ngày mai, vào buổi trưa, lại thêm một lần là mưa lớn xảy ra nữa. Đây, những cái khu chỗ này gặp gió thổi mạnh, còn cộng thêm là nước nó lên cao nữa. Và có lẽ là nhìn thấy lũ lụt xảy ra ở đây. Trong vòng 2 ngày kế tiếp nhìn thấy như vậy. Và cộng thêm nữa, ở đây đang lạnh nữa. Hiện tại chỗ này đang khoảng chừng 50 độ, còn gặp gió thổi mạnh nữa, nó lạnh thêm. Và liên tiếp là mưa liên tục như vậy, không có ngừng. Đã mưa liên tục 2 ngày rồi. Cho đường phố ở đây có chỗ sẽ bị lũ lụt xảy ra. Và có nhiều chỗ là mưa khoảng chừng 4 inch. Có lẽ là mọi người sống xung quanh ở chỗ này nên ở trong nhà liên tiếp vài ngày kế tiếp đây. Hiện tại đây là một cái bão nó rất là tồi tệ. Trong lúc này đi ra ngoài nó không có khá cho lắm.